màu xanh của em sao chị bóc ra rồi? À, vỏ bị bẩn một tí nữa chị bóc ra thôi. Không, em không chịu đâu. Em phải tự bóc cơ. Em lấy màu vàng vậy, em không lấy màu xanh đâu. Màu xanh nhưng màu xanh đẹp mà, bình thường em vẫn thích màu xanh mà. Không, chị bóc rồi em không thích đâu. Chắc là chị lấy hết đồ trong đấy rồi. Chưa gì? Không, em không thích, em phải tự bóc cơ. Thôi em lấy màu xanh đi. Em thích màu xanh mà, màu vàng là của chị. Không, ai bảo chị bóc của em rồi. Em lấy màu vàng cơ. BBTV. Các con ơi, bố có quà cho các con này. Con chào bố ạ. Ừ, đây bố mua hàng chuột Mickey này cho hai con đấy. Chúng con cảm ơn bố, đẹp quá bố ơi. Các con cố gắng học giỏi nữa nhá. Vâng ạ. Ừ, thế tí nữa con chưa cho em nữa. Vâng ạ. Bây giờ bố vào phòng đây. Vâng. Thích quá, chuột Mickey này. Màu vàng với lại màu xanh. Nhưng mà mình biết em gái của mình thích pony cô. Mà em không dám xin tiền bố để mua. À, hay là mình lấy tiền tiết kiệm của mình đi mua pony cho em, rồi mình cho vào trong chú chuột Mickey này. Tí nữa em mở ra, em sẽ thật là bất ngờ. Được, mình phải đi mua ngay mới được. Mình mua được pony rồi. Bây giờ mình sẽ cho chú pony này vào trong đây. Để tí em mở ra sẽ thật là bất ngờ. Mở nào. Đây, mở chú chuột Mickey này ra. Đấy, mở ra. Mình biết kiểu gì em cũng chọn màu xanh. Bởi vì là em thích màu xanh mà. Chú pony vào đây nha. Tí tạo bất ngờ cho em gái của chị nha. Đấy, mình đợi vào lại như mới luôn. Nè, Hằng ơi, Hằng. Ra chị Bảo này. Chị gọi gì em à? Chị Bảo này. Ồ. Bố bảo là hai chị em mình học giỏi nên bố thưởng này có quà đấy. Thế à? Ừ, hai chú chuột Mickey. Cái này là của em này. Màu xanh của em. Ơ. Ừ. Nhưng mà màu xanh của em sao chị bóc ra rồi? À, vỏ bị bẩn một tí nữa chị bóc ra thôi. Không, em không chịu đâu. Em phải tự bóc cơ. Em lấy màu vàng vậy. Em không lấy màu em xanh lấy đâu. Màu xanh nhưng màu xanh đẹp mà, bình thường em vẫn thích màu xanh mà. Không, chị bóc rồi em không thích đâu. Chắc là chị lấy hết đồ trong đấy rồi. Chưa gì? Không, em không thích, em phải tự bóc cơ. Thôi em lấy màu xanh đi. Em thích màu xanh mà, màu vàng là của chị. Không, ai bảo chị bóc của em rồi. Em lấy màu vàng cơ. Màu xanh đẹp mà. Màu xanh đẹp nhưng mà chị bóc rồi còn gì nữa. Chị bóc cái vỏ bên ngoài thôi. Không, em không chịu. Em lấy màu vàng. Em bóc màu vàng. Thế này, chị cho này. Cho em cả hai con luôn. Sao lại cho em? Thì chị cho em. Chị không lấy nữa. Ừ. Chắc chắn. Ừ. Thật đó. Ừ. Em bóc đi nhá. Yeah. Đi vào nhà đấy. Ồ. Chị sao thế nhở? Bóc màu xanh rồi, chắc là lấy hết rồi. Ừ. Xem nào. Xem màu xanh có cái gì, chắc là... Ồ. Wow, để xem nào. Pony. Wow, đúng là pony mình thích. Sao trong chú chuột Mickey này lại có chú pony này nhở? Wow, thích quá. Còn có cả kẹo mút nữa. Wow, đẹp quá. Này, đấy. Chắc hẳn là ở trong chú chuột Mickey này có pony này. Thì là trong màu vàng này cũng có chú pony nữa. Mình sẽ mở nốt chú màu vàng này để lấy ra. Pony màu trắng của chị cũng có bạn chứ. Yeah. Luca. Đây. Mở ra nhá. Ơ, pony đâu nhở? Có kẹo mút này. Không có pony à. Có mỗi kẹo mút thôi. Ơ, sao trong chú chuột Mickey màu vàng không có pony nhở? À, mình hiểu rồi. Chắc là chị biết mình thích pony nên là chị mở ra, chị cho pony vào ở trong này để làm mình bất ngờ đây mà.
Thế mà mình không biết, mình lại hiểu nhầm chị mất rồi. Làm thế nào nhở? Chắc chị buồn lắm. Mình phải ra xin lỗi chị mới được. Mang cả kẹo mút ra cho chị nữa. Buồn thật đấy. Em gái hiểu lầm mình, tưởng là mình mở chú chuột Mickey kia lấy hết đồ chứ. Chị ơi. Ôi. Chị, có phải là chị để pony này vào trong chú chuột Mickey màu xanh đúng không? Sao chị không nói với em? Thì chị muốn cho em bất ngờ mà. Em thích lắm chị ạ. Nhưng mà em lỡ trách nhầm chị rồi. Em cứ tưởng là chị mở ra chị lấy hết đồ ở trong rồi. Em không biết chị lại tốt với em như thế. Em xin lỗi chị nhá. Ừ, nhưng mà chị là chị gái của em, chị phải tốt với em chứ. Chị biết là em rất là thích pony này nên là chị mới để vào đấy cho em bất ngờ đấy. Chị đừng giận em nhá, em biết lỗi rồi. Em thích là được rồi. Chị ơi, bây giờ em không cần gì nữa đâu. Em chỉ thích mỗi pony thôi. Đây, em mở quả chú chuột Mickey màu vàng rồi chị ạ. Ừ, không sao đâu mà. Em mở rồi thì thôi. Ở trong này có kẹo mút đấy chị ạ. Em cho chị hết kẹo mút đấy. Nhiều thế. Chỉ lấy mỗi pony thôi. Chị lấy một nửa, em lấy một nửa. Thôi. Đây là bố thưởng cho hai chị em mình mà. Đây. Em xin, em cảm ơn chị ạ. Chị con gái của em là tốt nhất. Tất nhiên rồi. Chú pony này em sẽ để vào bộ sưu tập pony của em chị ạ. Đáng yêu nhở. Vâng ạ, em còn thiếu màu trắng luôn. Em cảm ơn chị ạ. Ừ. Thế mình mang vào phòng đi. Vâng ạ. Đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.